Xin chào tất cả anh em. Hôm nay Tuấn David ra một cái video tâm sự chia sẻ cho anh em một cái vấn đề bàn luận về main cục đẩy công suất của Việt Nam chúng ta có đáng dùng hay không. Cái vấn đề này thì nó rất là nhạy cảm. Mình cũng trước khi nói mình cũng xin báo cáo với các anh em sản xuất main tại Việt Nam mình, nếu xem cái video này thì cũng chân thành xem từ đầu tới cuối. Mà mình nói nó cũng mang cái ý là chia sẻ chứ không có ý dìm hàng hay là gì ở đây hết. Còn nếu anh em nào khúc mắc có một cái từ gì nó chưa chính xác thì anh em vui lòng comment giúp mình bên dưới để mình đính chính, hoặc là mình có thể thay đổi hoặc có thể sửa lại những cái video khác. Rồi quay lại chủ đề chính là main Việt Nam có đáng dùng hay không, có nên dùng hay không. Rồi ok, nói về vấn đề này thì hàng hà đa số nói với các anh em mà hơi bước lên cái ngưỡng mà bán chuyên nghiệp và chuyên nghiệp thì hầu như cái main Việt Nam họ không sử dụng nữa, họ không muốn sử dụng nữa, nhiều người chê lắm. Nhưng mà theo ý kiến của mình và theo lập luận của mình mà theo cách sử dụng, mình vẫn đang sử dụng 2 con main Việt Nam, 3 con luôn, 1 con Trung Quốc. Thì bởi không phải mình xài, không phải mình sử dụng mà mình bênh vực cho nó. Nhưng mình trải qua rất nhiều rồi, main Mỹ có, main Nhật có, main Trung Quốc, China có, main châu Âu gửi về có. Nhưng ở đây mình nói với các bạn rằng là tiền đâu của đấy, và mỗi cái thứ nó có đều cái mục đích riêng của nó, và nó có một cái khía cạnh lợi ích cũng như là cái khuyết điểm riêng của nó. Con người mình cũng vậy, không có ai tốt hoàn toàn 100% hết, mà cũng không có ai xấu đến mức mà không dùng được, không có bè bạn đâu. Xấu cỡ nào cũng có bạn bè để chơi hết á. Cỡ Tuấn David này thì còn đẹp trai chán đúng không? Bạn nhìn kỹ coi, mình cũng còn bạn bè mà, đâu đến nỗi gì đâu, nói vui thôi. Quay lại chủ đề, nếu mà xét về khía cạnh để mà đo về cái độ méo âm hài tần số, nếu chúng ta sách là thiết bị công cụ chúng ta đo, rồi đo về cái độ nhạy về bằng máy móc hoặc là bằng tai nghe, ok, thì main Việt Nam không bằng. Đo về cái độ hay, rồi ok, mình cho rằng main vì Trung Quốc, main China nhập hay hơn đi. Nhưng còn một điều anh em làm xô kẹo kéo xô bào kiếm tiền như mình và những anh em ngồi xem video đây, điều đặc biệt mà chúng ta cực kỳ cần đó là độ trâu bò. Thì main Việt Nam mình xin khẳng định với anh em rằng nó sẽ đạt cái mức từ 8 điểm trở lên, đó là độ trâu bò. Tại vì sao? Tại vì sản xuất thì các anh Việt Nam anh sản xuất là anh phải hiểu cái tính cách sử dụng của con người Việt Nam mình. Tại vì sao như thế nó trâu bò? Bởi vì mình sản xuất cho người Việt mình dùng. Còn những cái main của China hoặc đặc biệt của châu Âu, những main hãng á, họ sản xuất theo tiêu chuẩn, đã gọi tiêu chuẩn rồi là tới một cái gì đó nó sai đi là không cho phép. Ví dụ như vận hành đi, các bạn vận hành vượt ngưỡng, vận hành lâu trong cái thời tiết khắc nghiệt, thời tiết nóng, thì nó sẽ có một con cảm biến nhiệt, tới đó nóng quá là nó ngắt, tao nóng rồi tao nghỉ, khi nào nguội tao chạy nữa. Đang show mà anh em biết, nó đang hứng mà hát mà nó ngắt một cái là nó chửi ôm sòm lên, thậm chí nó trừ tiền hoặc là nó hủy show, nó không có trả tiền cho mình là chuyện bình thường đó. Nó rất là bất cập trong vấn đề là theo main theo tiêu chuẩn, thành xuất phát từ nhiều cái yếu tố đó, nó dẫn đến cái việc là các nhà sản xuất Việt Nam mình sản xuất những cái main rất đơn sơ từ cái thời trước, nhưng mà vẫn được thịnh hành, vẫn được dùng tới bây giờ, là tại vì những cái lẽ đó. Mình tiếp tục phân tích nha. Bởi vì main Việt Nam á, sản xuất linh kiện cũng tương đối rẻ và cái nhân công cũng tương đối rẻ và không có nhập khẩu, nên thành nó không có thuế. Từ đó nó sẽ hạ cái giá thành của main Việt Nam xuống thấp hơn rất là nhiều, đáng kể. Nên thành cái giá cũng là một trong những cái tiêu chí để anh em đánh giá cái main. Có đôi lúc cái main Việt Nam mua kéo được 4 con full đó, chạy nguồn AutoVol luôn. Xin ở đây mình xin nêu tên thẳng luôn, là mình không có, mình ở đây là mình quảng cáo tốt chứ không có xấu thì mình không ngại. Ví dụ như main GHS có nguồn AutoVol, main Corat của tập đoàn Ami có nguồn AutoVol, và một số hãng main sản xuất ở Nhật Tảo là rất là nhiều, ví dụ như có Xtra cũng nguồn AutoVol đó. Thì cái giá thành có thể là mua một cục main nguồn AutoVol kéo được 4 loa full, nó chỉ rơi vào tầm 7 triệu thôi, 7 triệu 6 triệu cũng có. Còn main nguồn tân phô, các bạn mua 4 triệu cũng có một cái main trâu bò mà kéo được 4 cái full chạy ok luôn, không cháy, rất là khó cháy, bao lực đó. Còn quay lại hỏi phân tích nó có hay không, rồi mình quay ngược lại nha, có hay không, độ méo hài nó như thế nào, độ méo âm hài như thế nào, đem smart line ra, rồi đem công cụ hỗ trợ ra đo, rồi đo độ nhạy, rồi nó nhiều thứ. Thì tất nhiên nó không thể so với cái main 10 mấy triệu kéo được 4 loa. Nhưng cái main 10 mấy triệu kia mình cũng từng chứng kiến và mình cũng từng nghe phản hồi và mình cũng chơi rồi, cũng rất nhiều em mua, anh em mua về chơi, đang chơi bị ngắt cũng có, đổ thừa cho nó dở, không phải nó dở, đổ thừa nó yếu cũng không phải nó yếu. Như này lúc nãy mình nói, nó là nó sản xuất theo tiêu chuẩn, các bạn vận hành đúng đó, không quá công suất, nhưng mà vô tình mình đặt nó vào cái một điểm nào đó, bữa hôm ngày hôm đó nhiệt quá cao, nhiệt môi trường nó đến 37-38 độ thì cái con cảm biến nhiệt ở trong đó nó nóng liên tục, nó cứ nó báo là quá tải, quá công suất, nó ngắt rồi chờ quạt tản nhiệt mát rồi nó lại chạy tiếp. Đó là một cái điểm nhược. Cái yêu của nó bảo vệ, nhưng mà chính cái yêu nó làm thành cái nhược cho anh em làm xô nhỏ, xô cốc, kẹo kéo của mình rất là khó chịu vấn đề đó. Nên thành là chúng ta đặt cái câu hỏi là dùng main Việt Nam có được hay không, có tốt hay không. Mình xin trả lời cái câu hỏi này là main Việt Nam vẫn đáng dùng trong những cái dàn xô kẹo kéo, những cái xô mà chúng ta đi làm lụm lặt đồng tiền rất là khó khăn trong cái thời buổi bây giờ, cạnh tranh giá khốc liệt, anh em đạp giá, đau giá, dẫm đạp lẫn nhau. Nên thành chúng ta hạ được cái giá thành lúc nào, đầu tư lúc nào là chúng ta lụm vốn nhanh lúc đó. Và cái chất lượng tiếng của những nhà sản xuất main Việt Nam là hàng ngày họ cải thiện, chứ không phải như là nó dậm chân một chỗ. Công ty GHS cũng vậy, công ty Corat của Ami cũng vậy, của Xtra cũng vậy, và rất nhiều hãng sản xuất tại ở Nhật Tảo cũng như Hà Nội, họ sản xuất những cái main Việt Nam mình. Hàng ngày, hàng tháng, hàng năm họ cải thiện, họ nâng cấp và không dừng lại tại một điểm đó. Và cái chất lượng được cải thiện mà cái độ bền vẫn giữ nguyên. Mình từng chứng kiến những con main mà đời trước của các công ty đó sản xuất, họ dùng 5 năm, 4 năm rồi, lâu lâu tháo ra coi như là vũ bụi vệ sinh thôi, chứ không có thay thế một cái gì. Nó bền cực kỳ anh em, bền lắm. Có như thế không phải là mình bảo anh em bán với cái đồ China 10 mấy triệu, cái đồ xịn kia về mua đồ Việt Nam mà dùng. Nhưng nói như thế để mình trả lời cái câu hỏi là main Việt Nam mình có đáng dùng hay không, có nên dùng hay không. Mình xin trả lời anh em làm show nhỏ, show cưới như mình một câu chân thành, đó là main Việt Nam vẫn dùng rất là ok. So với cái nhu cầu mình đi phục vụ, đi mưu sinh, đi kiếm tiền. Còn nếu mà so với cái nhu cầu mình thỏa mãn lỗ tai thì cũng có thể được, nhưng mà với một số model cao của các cái hãng, ví dụ như Corat của Ami hoặc là của GHS, của Xtra, chúng ta nghe trong cái phiên khúc là nhu cầu cao hơn, đó là nghe nhạc thưởng thức theo cái nhu cầu bình dân ở phiên khúc trung bình vừa. Chứ còn nhu cầu cao hơn nữa, high-end hay là tiêu chuẩn quá cao thì mình không có nói tới, mình cũng không có dám bác là cái men sản xuất tại Việt Nam là không dùng tới. Nhưng mà cái tầm tiền, những anh em, những cái nhà sản xuất đó họ sản xuất ra trong cái tầm tiền vướng tới khách bình dân thôi. Chốt lại vấn đề, trả lời câu hỏi anh em là main Việt Nam ok, hiện tại vẫn dùng được và mình vẫn đang dùng. Trong ba cái nhà sản xuất này mình đã trải qua và hiện tại vẫn đang dùng hết. Corat của Ami ok, GHS của anh Giàu Nhật Tảo ok, và Xtra của anh Trân Nhật Tảo ok. Còn rất nhiều cái nhà sản xuất nữa nhưng mình không có nhớ hết, mình không nêu tên. Tóm lại một câu, anh em làm show kẹo kéo, làm show phục vụ đi bào kiếm từng đồng tiền lẻ thì nên hạ cái giá thành đầu tư đến mức thấp nhất có thể, nhưng chúng ta vẫn bảo đảm được. Đi phục vụ show cho bà con lấy tiền người ta không chê, không có ai đi mở dàn máy ra coi thử mà dùng cái men gì, mà dùng cái mixer 100 triệu đâu, không ai coi đâu. Mình chỉ có thấy có nhiều anh em mua cái bàn Midas, cái bàn này bàn kia số mấy 70 triệu để đi làm cái show lấy 1,2 triệu bà, nhiều lắm anh em. Mình cũng chia sẻ anh em chân thành thôi, anh em cố gắng làm sao mà liệu cơm gắp mắm mà sắm đồ cho nó hợp lý. Ở cái video này mình cũng có thêm cái ý đó thôi. Chứ còn chốt lại câu hỏi, main Việt Nam vẫn dùng ok, anh em cứ dùng không sao hết, cảm thấy hợp là được. Còn phân tích cặn kẽ về độ hay, độ mạnh, độ méo, âm hài thì cái đó là để qua một cái bên khác. Mình cảm thấy mình nghe thuận tai, nghe được, bà con không chê là mình đi làm. Cảm ơn anh em đã xem video nha. Thân chào anh em, chúc anh em sức khỏe. Hẹn gặp lại ở những video cuối năm nay, mình tiếp tục nói xàm cho anh em nghe nha. Xin cảm ơn.